Chào chị ơi, chị mặc cái bộ này có thấy nóng không chị? Không, mặc bộ này thấy thoải mái lắm. Nó không giống như là những cái bộ quần áo ong mà rất là nhiều người mô tả. Thì mình thấy mặc bộ này không có một cảm giác gì cả. À thế ạ? Rất à? Là thoải mái. Rồi, thế cảm nhận của chị mặc cái bộ này là như thế nào? Mình đã được test thử qua rất là nhiều những cái bộ quần áo bắt ong rồi. Từ những cái bộ rẻ tiền cho đến những cái bộ cao cấp của Trung Quốc. Thì cảm nhận thấy cái bộ này này, nó rất là nhẹ. Đấy là cái điều đầu tiên mà khi mà mặc cái bộ quần áo này, nó rất là nhẹ và cử động các thứ nó cũng rất là thoải mái, nó không bị nặng, nó không bị bức này, bởi vì là cũng chế thêm những cái quạt, những cái phụ kiện nữa. Ở đằng sau lưng này chị nhìn này, có hai chiếc quạt này, nó làm mát cho cơ thể em này. Chính vì vậy mà khi mặc bộ quần áo bắt ong này, thông thường thì các bác và anh em sẽ cảm thấy rất là nóng bức, đúng không ạ? Bởi vì nó kín như này mà cảm giác nó còn ngạt hơi ấy. Nhưng mà nhờ sự trợ giúp từ hai chiếc quạt mát này và một chiếc quạt ở đây, nó hút tất cả những hơi nóng ra ngoài. Cho nên là mặc cái bộ này thì cũng giống như mặc cái bộ quần áo bình thường thôi, không có cảm giác gì nóng bức, không toát mồ hôi một tí nào luôn. Bộ này có bền không chị? À, bộ này thì siêu bền luôn. Bộ này là cái dạng vải đây, các bác và anh em nhìn này. Đấy, chữ tàu nhá, nó là vải bạt tàu, không phải vải Việt Nam nhá. Vải Việt Nam thì khi mà các bác đánh vài vụ là các bác biết rồi. Đấy, đánh nhiều một cái là chỉ cần một tháng là các bác và anh em vứt luôn cái bộ Việt Nam đi. Mặc dù giá của nó có hơn 400 thôi. Bộ này thì đắt hơn 100.000 đồng. Nhưng mà ôi đổi lại nhá, dai kinh khủng khiếp luôn. Độ bền của nó tốt lắm. Và đặc biệt ý, thì test rất là nhiều rồi. Rất nhiều anh em thợ ong test rồi. Đấy, cả đội đi test luôn. Bộ này thì yên tâm và an toàn tuyệt đối với tất cả các loại ong luôn. Cái bộ này giá thành có cao không chị? Đấy, như ngay nói từ lúc nãy đấy, nó hơn cái bộ vải bạt của Việt Nam có 100.000 thôi. Quá là đáng đồng tiền thu luôn. Đấy, và bác nào và anh em nào mà muốn chế cái quạt này, cái mặt này thì cứ báo trực tiếp là bên em sẽ may theo yêu cầu luôn. Đấy, riêng cái mặt này là mặt nạ chống độc. Đấy, nó không có một khe hở nào cả, cho nên là các bác và anh em yên tâm là không bao giờ lo ong đái vào mặt được nhá. Đấy, quạt ở đây là quạt hút ẩm, hút tất cả những hơi nóng đi ra, chứ không phải quạt hút vào. Đấy, nhiều anh em lầm tưởng cái quạt này là quạt hút vào thì tất cả những cái con ong nó đái là mình hút hết ở bên trong à? Không phải đâu nhá, hút ra đây, hút vào đó ở đằng sau lưng này cơ. Đấy, cái bộ này nếu mà các bác chế, bác chế cả quạt tầm bao tiền hả bác? Dạ, bộ này mà nếu bác chế quạt ý, thì là ba quạt là bao tiền? À, bộ này nếu mà có cả ba quạt như này tổng thể là 1.400.000 đồng bao ship tận nơi, bao gồm có hai quạt mát này, một quả pin này, đấy, và một chiếc quạt hút ẩm ra như này. Đấy, tổng cộng như vậy mà các bác và anh em yên tâm, cứ mặc cứ bật quạt liên tục như này cả ngày cũng được, nó mới hết được pin, mà giá có 1.400.000 thôi. Đặc biệt thì cái bộ này nhẹ lắm, trèo cây sướng kinh khủng luôn. Nếu mà để an toàn thì từ trước đến nay với anh em hay tưởng tượng đến cái bộ vải bao bố hay là vải bò Trung Quốc, đúng không ạ? Bộ đấy thì rất là an toàn, trèo cây ok, thoải mái. Thế nhưng mà đổi lại thì giá thành cao này, rồi thì cái bộ đấy khá là dày và nặng, trèo cây nó cũng rất là khó. Nên còn cái bộ này vừa nhẹ, giá thành lại thấp, ngược lại hẳn hoàn toàn so với bộ đấy. Và năm nay chắc chắn là bộ này đầu tiên xuất hiện, nhưng mà nó sẽ làm cho anh em hài lòng trong cái vụ sau. Vụ sau chắc chắn anh em sẽ dùng bộ này rất là nhiều này. Nếu mà không chế quạt thì là giá bao nhiêu hả bác? Nếu mà không có quạt nhá, không có quạt và không có cái mặt nạ này, mà là cái mặt nạ vuông, hình vuông này, có cái meca ấy, thì nó có 550.000 thôi. Rẻ kinh khủng khiếp luôn. Thế thì bộ này quá an toàn và rẻ chất lượng các bác nhỉ. Lên mua. Đấy, bác nào mà có muốn mua theo yêu cầu cứ alo trực tiếp, em sẽ may theo yêu cầu cho toàn thể các bác luôn. Và nếu mà hàng đến nơi nhá, không chất lượng như giới thiệu nhá, các bác và anh em cứ kiện em, thoải mái luôn, hoặc là không cần lấy hàng, trả lại tiền cũng được. Đấy, bảo hành cho toàn thể các bác và anh em nhé. Là một cái đơn vị mà may tại xưởng, nên là các bác và anh em cứ yên tâm, sai số nào cũng có hết. Rồi, thế này yên tâm rồi đấy. Rồi, xin chào toàn thể các bác, chúc các bác bội thu nhé.